Như Lai đã chỉ dạy pháp tu chân chính cho các ông rồi. Đức Phật đã chỉ dạy rõ ràng phương pháp tu hành chân chánh cho các vị rồi. Do các ông vẫn còn chưa biết những ma sự nhỏ nhiệm xảy ra lúc tu chỉ và quán, nếu các ông không nhận ra ma cảnh khi nó hiện ra là do việc thanh tịnh tâm ý của ông không đúng với pháp chân thật nên bị rơi vào tà kiến. Nhưng các ông vẫn còn chưa biết những ma sự nhỏ nhiệm sẽ xảy ra khi tu tập chỉ quán. Trước đây A Nan đã thưa thỉnh xin Đức Phật chỉ dạy cách thức tu hành. Ngài đã vì chúng sanh trong đời vị lai mà thỉnh cầu giáo pháp. Dù bây giờ ngài A Nan đã hiểu được đạo lý tu hành rồi, nhưng vẫn chưa có kinh nghiệm tu tập. Ngài đã hiểu được lý thuyết nhưng do thiếu kinh nghiệm nên ngài không biết được những gì xảy ra trong khi hành trì, nên Đức Phật mới chỉ dạy như vậy. Tu chỉ tức là tu tập Thủ Lăng Nghiêm đại định, tu quán là một pháp quán chiếu rất di mật. Các ma sự nhỏ nhiệm sẽ xuất hiện vào lúc này. Trong tiến trình tu tập rất nhiều ma cảnh sẽ hiện ra. Không phải hiện tượng nào cũng hiển bày rõ ràng, nhưng chúng rất vi tế. Nếu các ông không nhận ra ma cảnh khi nó hiện ra, khi các ông công phu theo phương pháp phản văn văn tự tánh, hướng tánh nghe vào bên trong để nhận ra tự tánh vốn có của mình, thì ma cảnh sẽ xuất hiện. Nếu các ông không nhận ra ma và không biết ma là gì, là do việc thanh tịnh tâm ý của ông không đúng với pháp chân thật. Vì ông đã tự thanh tịnh tâm ý mình, nhưng có hơi sai lệch, không phù hợp với chánh tri kiến, do đó bị rơi vào tà kiến. Nếu chánh tri kiến của các ông không được chân chánh, không đúng với chánh pháp, thì các ông sẽ bị dính mắc vào các ma cảnh. Ông sẽ bị quấy nhiễu bởi một loài ma từ ngũ ấm của ông, hoặc là thiên ma, hoặc bị dính mắc bởi quỷ thần, hoặc gặp loài ly mị. Nếu tâm ông không sáng suốt, ông sẽ nhận lầm kẻ giặc làm con mình. Ông sẽ bị quấy nhiễu bởi một loài ma từ ngũ ấm của ông. Đó là một loại ma phát sinh từ chính tâm thức của mình, hay là một trong 10 loại ma phát sinh từ sắc ấm, cũng là do từ tâm ông mà có. Hoặc là thiên ma. Tại sao một loại ma từ trên trời lại đến quấy phá ông được? Là vì ông tu mà nhắm tới mục đích để đạt được định lực. Đạt được chút định lực trong khi tu tập chẳng phải là điều quan trọng, nhưng có thể làm cho cung điện của ma dương rúng động giống như qua một cơn động đất. Vì ma dương có được thần thông nên ngay khi cung điện của nó bị rúng động, nó liền tìm hiểu tại sao cung điện của ta bỗng nhiên rúng động. Nó khám phá ra ai đó nơi thế gian sắp sửa thành tựu đạo nghiệp. Định lực của người ấy sẽ phá nát cung điện của nó. Thiên ma mới suy nghĩ: ông muốn phá hủy cung điện của tôi thì tôi sẽ làm tiêu hủy định lực của ông trước. Thế là nó đến phá hoại định lực của người đang tu hành. Hoặc bị dính mắc bởi quỷ thần. Khi quỷ thần thấy ông sắp đạt được kết quả tu tập, nó ghen tức, nó nghĩ: ồ, vậy là ông sắp chứng đạo. Nên trước hết nó đến phá hủy công phu tu tập của ông. Thế là nó nhập vào tâm thức ông hay chiếm đoạt thân xác ông, khiến cho định lực của ông không thể hoàn mãn. Nó làm cho ông sẽ bị tẩu hỏa nhập ma và lệ thuộc vào nó. Từ trước tôi đã giảng về việc bị dính mắc vào quỷ thần rồi phải không? Điều đó rất quan trọng. Tại sao ông lại trở thành vật sở hữu của ma? Vì việc thanh tịnh tâm ý của ông không chân chánh, không đúng với chánh pháp, và bởi vì động cơ không chân chính. Dù chỉ một niệm tà ý nhỏ nhoi, ông cũng sẽ bị dính mắc với quỷ thần. Điều đó được gọi là tẩu hỏa nhập ma vậy. Hoặc gặp loài ly mị, hoặc là vọng lượng. Các loại ma này đều là những loại yêu quái. Nếu tâm ông không sáng suốt, ông sẽ nhận lầm kẻ giặc làm con. Nếu ông gặp dạng ma này mà không nhận ra hoặc không hiểu gì về nó, thì ông sẽ đi đến chỗ nhận giặc làm con mình. Hãy suy nghĩ kỹ về điều này. Để nó khỏi đánh cắp tài sản của mình, nếu mình để cho kẻ trộm vào nhà
thì những thứ tài sản quý báu trong nhà đều bị nó lấy sạch. Cái gì là tài sản quý báu nhất trong nhà mình? Tôi sẽ nói một cách chân thành mộc mạc để cho các ông phải nhớ thật kỹ điều này. Các ông phải tin lời tôi nói. Bất cứ ông làm điều gì cũng đừng có quên lời tôi nói mà bỏ qua. Sao vậy? Vì đây là điều quan trọng đối với tương lai và sinh mệnh của chính ông. Cái gì là kho tàng quý giá của chính mình? Đó là kho tàng chân tánh Như Lai vốn sẵn có nơi ông. Tánh Như Lai tạng ấy ông để mất được hay sao? Các ông không nhớ tôi đã từng nói đến bản chất, năng lực cùng tinh thần của Như Lai tạng ở trước rồi hay sao? Nếu ông muốn khôi phục lại Như Lai tạng của chính mình, trước hết ông phải bảo trì tâm tánh, khí chất và tinh thần, tinh khí thần của mình. Nếu ông không chăm sóc bảo dưỡng chu đáo ba yếu tố này, thế là ông để cho tài sản của mình bị cướp đoạt. Hãy hết sức cẩn trọng. Các loài sinh vật ấy đều có năm thứ thần thông, trừ lậu tận thông, đương luyến tiếc cảnh trần lao. Làm sao nó chịu để các ông phá hoại chỗ ở của nó? Vậy nên các loài quỷ thần, thiên ma, ly mị, dõng lượng, yêu tinh, trong khi ông tu pháp tam muội, chúng đều muốn đến phá ông. Bây giờ các ông hiểu rồi chứ? Vì sao ma lại đến phá? Chỉ vì các loài sinh vật ấy đều có năm thứ thần thông: thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mạng thông, thần túc thông, chỉ trừ lậu tận thông mà thôi. Nếu nó có lậu tận thông, nó sẽ không quấy rầy ông nữa đâu. Nhưng vì không có lậu tận thông nên nó vẫn là kẻ ác, vẫn muốn đến phá hoại người tu đạo. Điều đó nghĩa là sao? Tôi sẽ giảng rất tường tận về điều này. Gọi là lậu tức là những suy nghĩ lan man. Đàn ông nghĩ về đàn bà nghĩ đến đàn ông. Nếu quý vị không kết thúc những suy nghĩ lan man này thì chẳng thể nào tự mình thoát khỏi lậu hoặc được. Bây giờ tôi sẽ giảng điều này sâu hơn và tôi sẽ nói rất chân thực. Nếu tôi nói không chân thực thì ông chẳng bao giờ biết được lậu hoặc thật sự liên quan đến mình như thế nào. Thoát khỏi mọi lậu hoặc có nghĩa là còn giữ được nguyên vẹn bản chất của mình. Nếu đánh mất bản chất của mình có nghĩa là bị lậu hoặc. Bây giờ tôi sẽ nói rõ bí ẩn của trời đất. Nếu quý vị giữ được bản chất của mình thì sẽ không bị lậu hoặc. Hơn thế nữa, không những ngăn ngừa được bản tính của mình khỏi bị mất mát mà còn có khả năng dứt được những ý tưởng dâm dục ngay trong tâm niệm rất vi tế. Được như thế thì thật sự quý vị sẽ thoát khỏi mọi lậu hoặc. Bây giờ quý vị hiểu rồi chứ? Tại sao thiên ma không được tự tại thoát khỏi mọi lậu hoặc? Vì chúng còn niệm tưởng dâm dục. Quỷ thần cũng còn niệm tưởng dâm dục ấy, vì nó đang còn luyến tiếc cảnh trần lao. Trần lao đơn giản là một dạng của dâm dục, đó là những gì nó đang tham luyến. Làm sao nó lại chịu để các ông phá hoại chỗ ở của nó? Vì nó vẫn còn tham luyến dâm dục nên nó không muốn nhìn thấy các ông đoạn tuyệt với chúng. Chúng nó muốn ông cũng tham đắm vào sắc dục. Nó sẽ nói: hai chúng ta là bạn thân của nhau, ta sẽ không đoạn tuyệt với sắc dục đâu. Vậy ông không nên từ khước nó. Đó là lý do tại sao ma quỷ lại đến. Nó đều không muốn các ông vượt qua cảnh trần lao này. Nên các loài quỷ thần, thiên ma, ly mị, yêu tinh sẽ đến phá hoại khi ông tu tập pháp Tam Ma Đề. Khi tôi đề cập đến chữ yêu tinh trước đây, các ông chưa được rõ nghĩa. Bây giờ tôi sẽ giải thích. Ông có biết chữ yêu trong tiếng Hán được viết gồm bộ nữ bên cạnh chữ yểu, sống ngắn ngủi, có nghĩa là chết trước 30 tuổi. Các ông có thể hiểu rõ được nghĩa chữ yêu, từ đó không cần phải giảng nhiều. Tóm lại, người nào chết yểu sẽ trở thành yêu tinh, chết yểu vì dục lạc. Khi ông tu tập tam muội, định, nó đều đem hết cả lũ đến quấy nhiễu ông. Mục đích của chúng như nó thường nói là ăn thịt Đường Tăng. Đường Tăng tức là Đại Pháp Sư Huyền Trang. Rất nhiều yêu tinh muốn ăn thịt Ngài, nghĩa là chúng nó muốn tiêu hủy định lực của Ngài. Nếu ông tu tập đạt được định lực thì yêu ma quỷ quái đều muốn ăn thịt ông cho bằng được. Thực ra nó đâu chỉ muốn ăn thịt thôi đâu.
tôi sẽ hết sức chân thực trình bày cho quý vị được rõ mà chẳng giữ lại điều gì. Điều gì thật sự sẽ xảy ra khi tinh khí thần của ông sung mãn? Vì ông không nghĩ đến dâm dục, những loài ma quỷ này đều muốn cưỡng đoạt kho tàng của ông. Đó là lý do tại sao nó đến quấy rầy ông. Nếu các ông có một người bạn gái và các bà có một người bạn trai, thì những người ấy cũng sẽ cướp đi kho báu của quý vị đi vậy. Quý vị thử nghĩ có điều gì khác nữa sẽ xảy ra. Quý vị sẽ nói, Phật Pháp dạy cho tôi biết bố thí, vậy nên tôi đem cả kho tàng của mình bố thí cho người khác. Thế thì tốt lắm. Trong tương lai, ông sẽ chuyển thân thành loài ngạ quỷ, tức là quỷ đói. Khi điều đó xảy ra, người đã cướp mất kho tàng của quý vị sẽ không nói, đây này, tôi trả lại cho một ít của báo để ông có thể thoát ra khỏi cảnh giới ngạ quỷ này. Lúc đó hoàn toàn chẳng có ai giúp quý vị cả. Hãy nghĩ kỹ lại đi. Các loài ma ấy tuy có oai lực lớn nhưng vẫn còn ở trong trần lao. Trong khi ông ở trong tánh giác vi diệu, ma chẳng ảnh hưởng gì đến ông, như gió thổi chẳng làm lay động ánh sáng, hoặc như dao chẳng cắt được nước. Ông như nước sôi, trong khi ma dương giống như tảng băng. Khi gần hơi nóng, băng sẽ tiêu tan. Chúng nó dựa vào ma lực, nhưng đó chỉ là khách thôi. Khi ông đạt được ít định lực trong công phu, ma dương sợ hãi nên đến phá hủy. Nó không muốn ông đạt được định lực. Các loài ma ấy đến để quấy nhiễu ông, và tuy có oai lực lớn nhưng nó vẫn còn ở trong trần lao. Nó bị sai sử bởi tình thức ô nhiễm. Trong khi ông ở trong tánh giác vi diệu, ma chẳng ảnh hưởng gì đến ông, như gió thổi chẳng làm lay động ánh sáng, hoặc như dao chẳng cắt được nước. Nó chẳng làm gì được ông cả, chỉ như gió không đủ làm ánh sáng lay động, và chỉ như dao dù bao nhiêu lần chém nước, nước chẳng hề hấn gì. Ông như nước sôi, định lực phát sanh từ công phu tu tập của ông được ví như nước sôi, trong khi ma dương giống như tảng băng. Ma dương được ví như tảng băng giá lạnh trong mùa đông, khi gần hơi nóng băng sẽ tiêu tan. Cứng như băng nhưng sức nóng của nước sôi cũng sẽ dần dần làm băng tan chảy. Chúng nó dựa vào ma lực, nhưng nó chỉ là khách thôi. Nó chỉ trông mong vào ma lực của chính nó, nên nó chẳng bao giờ được gọi là chủ. Nó chỉ là khách, chẳng ở được lâu. Nó không thể thành công trong nỗ lực quấy phá ông. Nó có thể phá rối được là do người chủ của ngũ ấm trong tâm ông. Nếu chủ nhân mê lầm thì khách mới được dịp quấy phá. Nó có thể phá rối được là do người chủ của ngũ ấm trong tâm ông. Căn bản là nó chẳng thể phá rối được. Tuy nhiên, nếu chủ nhân mê lầm, nếu tâm ông là chủ nhân của ngũ ấm mà mê lầm, thì khách mới được dịp quấy phá. Khách sẽ được dịp quấy phá. Còn nếu như ông là chủ nhân mà không mê lầm, thì nó không thể làm được điều gì hại ông cả. Ai là chủ? Đó là tự tánh của ông. Nếu tự tánh của ông bị mê lầm thì ma quỷ có cách để hại ông. Còn nếu tự tánh của ông không bị mê lầm thì nó đành chịu bó tay, chẳng làm gì được ông. Khi trong thiền định sáng suốt không mê lầm thì các ma sự kia không làm gì được ông. Khi năm ấm tiêu trừ, ông có thể nhập vào bản tánh sáng suốt mà tà ma kia đều nương vào ám khí. Do sáng phá được tối nên bọn chúng sẽ bị tiêu hủy khi đến gần ông. Sao còn dám đến gần ông để phá rối thiền định? Khi trong thiền định, ông làm cho tâm ý mình được thanh tịnh, đạt được chánh định, ông được sáng suốt không mê lầm, các ma sự kia chẳng làm gì được ông. Ma quỷ không thể nhiễu loạn ông bằng cách của nó được. Khi năm ấm tiêu trừ, ông có thể nhập vào bản tánh sáng suốt. Ma quỷ thuộc về bóng tối, âm. Bóng tối có thể bị xua tan như băng bị tan trong nước sôi. Trí huệ của ông rất sáng suốt nên ông hoàn toàn thể nhập vào giới ánh sáng. Bọn tà ma kia gồm ma quỷ ngoại đạo đều nương vào ám khí. Mọi chiến thuật phá hoại của nó đều nương vào bóng tối, do ánh sáng phá được tối. Nếu ông đạt được định lực và trí tuệ chân chánh thì năng lực của ánh sáng trí tuệ sẽ chiếu sáng và xua tan mọi u ám, nên bọn chúng sẽ bị tiêu hủy khi đến gần ông. Sao còn dám đến gần ông để phá rối thiền định?
còn nếu nó muốn đến gần thì cứ việc, nhưng nó không dám quấy nhiễu ông. Nếu không tỏ ngộ, bị ngủ ấm làm mê lầm, thì chính A Nan ắt phải làm con của ma, sẽ thành loài ma. Nếu không tỏ ngộ, nếu ông không hiểu biết và thức tỉnh mà lại bị mê lầm bởi ma của ngủ ấm, thì chính ông A Nan ắt hẳn phải làm con của ma, sẽ thành loài ma. Ông sẽ gia nhập vào đoàn tùy tùng của quân ma. Như ông gặp nạn ma đang già là việc nhỏ nhặt, cô ta dùng chú thuật bắt ông phá hủy luật nghi của Phật. Nó mong trong số 84.000 tế hạnh, ông chỉ hủy phạm một giới, nhưng vì tâm ông thanh tịnh nên không bị chìm đắm. Như ông gặp nạn con gái của ma đăng già là việc nhỏ nhặt, đó chỉ là một việc dính líu đến ma sự bình thường. Cô ta dùng chú thuật bắt ông phá hủy luật nghi của Phật. Cô ta dùng chú thuật của tiên Phạm Thiên để mê hoặc ông và bắt ông phải hủy phạm luật nghi của Phật. Nó mong trong số 84.000 tế hạnh, ông chỉ hủy phạm một giới, nhưng vì tâm ông thanh tịnh nên không bị chìm đắm. Vì ông không chứng được quả vị đầu tiên của hàng A-la-hán, ông hoàn toàn không bị nó quấy phá, nên ông không bị đọa lạc. Đây là nỗ lực muốn phá hoại hoàn toàn sự giác ngộ quý báu của ông. Nếu nó thành công, ông sẽ như quan tể tướng bỗng nhiên bị truất quyền, gia đình ông ta trở nên bơ vơ tuyệt vọng, không ai thương xót cứu giúp. Đây là nỗ lực muốn phá hoại hoàn toàn sự giác ngộ quý báu của ông. Đó là hành vi nỗ lực làm cho ông bị đọa lạc. Nếu nó thành công, ông sẽ như quan tể tướng bỗng nhiên bị mất quyền. Khi một quan chức cao cấp bị vua tịch thu tài sản của gia đình ông ta trở nên bơ vơ, không ai thương xót cứu giúp. Ông hoàn toàn bị cô đơn, vô cứu, không ai thương xót giúp đỡ. Ha ha ha,